AK Shop với thầy anh em video review AB125 2016, lắp đặt led chiếu sáng phụ trợ L5 50W lên mặt nạ. Đây là sản phẩm chiếu sáng phụ trợ L5 50W cho độ sáng vượt trội nhiều hơn hẳn so với led L4 30W. Sản phẩm khi lên xe sẽ hoạt động hai chức năng on off và vaccine. Là chức năng vaccine đá đèn. Đây là độ sáng, đây là 5. Vaccine. Đây là công tắc led dùng để on off. L5. Khi các bạn nhấn vào công tắc led sáng thì đèn sẽ sáng. Khi mà nhấn vào công tắc led tắt, lúc này đèn tự động tắt. Là chức năng on off và chức năng vaccine đó đèn. Phần tay lái này kết hợp với led chiếu sáng phụ trợ L2 20W. Sản phẩm thì về AK Shop.